Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Stompy Gaming. Và hôm nay mình sẽ làm một cái bản mod Neo Magic à. Thì cái thằng này là thằng nhân vật chính trong bộ phim Ma Trận, mặc bộ đồ màu đen nhìn khô ngậu luôn à. Ai mà không biết Neo Magic là gì thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn search Neo Magic phim Ma Trận á. Thì thằng này là thằng nhân vật chính trong game. Thì nhân vật chính trong game nó chỉ có một bộ đồ nhìn khô ngậu, nó là một màu đen thôi. Và hôm nay mình sẽ mod cho nó một cái super power, một cái sức mạnh rất là đặc biệt trong cái GT 5 lần này mà các bạn chưa hề thấy lần nào. Thì đây, mình sẽ cho nó đáp xuống dưới, nó có khả năng bay luôn đó nha anh em. Đây, mình sẽ bay qua khúc bên đây để mình cho anh em thấy được cái sức mạnh super power nó là gì. Ok nha. Thì cái super power nó là gì thì anh em hãy cùng theo dõi video của mình nha. Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại tiếp tục với các bạn mod Neo Magic lần này của mình. Thì mình sẽ show cho anh em thấy những cái super power của cái thằng Neo này ha. Đây, giờ mình sẽ túm cổ thằng này đi. Đó. Đây là một trong những cái số super power của mình của thằng Neo Magic này, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, các bạn có thấy là nó đã túm cổ thằng áo vàng này. Đó, giống như là thằng này đã bị gãy cổ luôn đó. Các bạn có thấy mình quăng nè, quăng xa múc chỉ cana luôn. Để muốn túm cổ nó thì mình phải lại gần đó, cho nó hiện lên cái số 4 này thì mình mới kéo lại được. Đó, khi mình kéo lại là nó giống như là một cái xác zombie vậy đó, không còn khả năng chống cự nữa, mình có thể quăng đi bất cứ đâu mà mình thích. Và đây là một cái super power khác của nó nữa, là mình có thể phá hủy tất cả mọi thứ ở trong vòng phạm vi của mình. Đây, mình có thể bóp nát tất cả cái chiếc xe này đi mà mình không cần phải đụng tay vô, các bạn có thể thấy. Và đây là một sức mạnh super power rất là đặc biệt của nó nè, các bạn có thể thấy nè. Nó sẽ thổi tung tất cả những chiếc xe xung quanh nó đi, giống như là trong bộ phim Ma Trận vậy đó. Và mình đã freeze zone nó lại, như là mình cho nó đứng lại nè. Thì mình tắt cái freeze zone này, tất cả các chiếc xe này sẽ rớt xuống dưới đất. Đây ha, đó là những cái super power của nó.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Sky, gazing far into the night, I raise my